này là anh nắng buổi sáng. Anh nắng buổi sáng, không sao. Chiều là mát thôi. Chiều. Tại cái này hướng chứ nếu mà đi hướng sau á, là anh nắng buổi chiều còn nóng hơn nữa. Chị, nhưng mà em hỏi cái này trước là em hỏi về dắt tự do không chị? Đúng rồi. Em muốn dắt bạn về. Dắt bạn về là dắt gì cũng dắt ít hết. Một ai rồi là ở đây tại em tụi em về chơi.